Giờ mình đang đứng chính giữa cái lòng hồ đó. Ở trên đây thì người ta trồng những cái cây gì rất là đẹp luôn nè, cái loại cây này cả nhà nhìn khá là đẹp, cái hoa của nó là màu vàng. Giờ mình đang đứng ở đây xuống giữa cái nón lá nè. Cảm giác trong này giống như là mình đang đứng xuống mưa vậy. Ở trên cái dòng này bắt đầu chảy nước rồi, nếu còn cái chữ S kia cũng vậy, người ta mở nước nó phun xuống là giống như là một cái màn nước luôn à. Thì giờ mình cũng đã quay sơ một chút ít gì ở cái công viên này rồi, thì mọi người nếu mà thích thì tới đây có thể tham quan hoặc nghỉ ngơi những buổi cuối tuần cùng gia đình của mình. Chào cả nhà đã đến với kênh Nhật ký khắp nơi của mình. Thì kênh Nhật ký của mình là trên cái bước đường hành trình của mình, đi ở đâu, chỗ nào mình cảm thấy đẹp và nó hay, mình sẽ quay một đoạn để gửi đến cho cả nhà mình xem. Nếu chỗ nào đó cái nó đẹp hay gì đó, cả nhà muốn tới thì mình có sẽ để chỉ lại ở cái nơi mình đi. Mọi người có thể check trên Google hoặc là tìm cái chân ký thông tin đó, có thể đi tới mà chơi. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cái trung tâm hành chính Bình Dương. Phía sau lưng của mình là cái trung tâm rất là lớn đó nha. Phía sau lưng mình là em đồng hành đi nữa, quên giới thiệu, em này là tên Khang. Bên kia là cái trung tâm hành chính rất là lớn, hai cái tòa nhà ở trên này để một cái huy hiệu nữa. Và trước mặt của mình ngồi đây là một cái hồ nước. Cái này là hồ nhân tạo và nó làm thác nước rất là đẹp. Nhưng mà cái ngày này là ngày lễ bình thường, ngày bình thường chứ không phải ngày lễ nữa, nên là nó không có mở nước lên, chứ nếu mở rất là đẹp. Thì sẵn tiện khi đi quay tới đây mình cũng giới thiệu một chút xíu luôn về cái trung tâm ở Thủ Dầu Một luôn. Thật ra trên thành phố Thủ Dầu Một đã bắt đầu xây dựng cũng khá là lâu, và được xây dựng và nó làm theo một cái gì đó gọi là một Singapore luôn. Tiêu chuẩn về xanh sạch đẹp và cái phải nói là nó khá là đẹp luôn. Trước mặt mọi người là một cái giống như một cái nón lá úp vậy ha. Khang, khi lần đầu tiên em tới đây em có cảm nhận gì ở cái thành phố mới Bình Dương này? Đẹp. Về cái công viên này? Đúng rồi, đầu tư nhiều, đẹp thôi. Có thích xây nhà ở đây không? Bây giờ muôn căn nha. Chưa chung vé số. Mà nó nói với mọi người ở trên đây là xây dựng rất là nhiều, gọi là nhiều công trình rất là lớn, nhưng mà nhà cửa trên đây thì mình thấy là hoang vắng lắm, cũng thưa thớt. Chứ không có, nó tuy là xây lớn nhưng mà vẫn còn vắng người ở. Và mình thấy rất nhiều khu chung cư bỏ hoang rất là nhiều. Thì để mình đi một vòng nơi đây, quay lại toàn cảnh nơi đây luôn để cho cả nhà xem. Nếu ai chưa tới đây thì có thể tới để mà tham quan một cái công viên phải nói rất là rộng lớn và rất là đẹp. Khi tới đây mình thấy các cô chú nơi đây là có đi tới chơi và chụp lại những cái hình lưu niệm này. Ở đây là trồng rất có nhiều cây nha, rất nhiều cây xanh bao phủ hết cái diện tích đây luôn. Ngoài cái công trình cái hồ nước này thì phía trong là còn một cái bãi cỏ rất là rộng lớn và làm những con suối nhân tạo nữa.
ở ngay đây thì có cái lối đi vào chính giữa cái nón lá luôn để xuyên qua kia. Ở đây thì nếu mà tới ngày lễ sẽ nước nó sẽ phục lên, người ta làm nó bắn lên rất là đẹp, và khi nước dâng trào nó sẽ chảy từ đây xuống này, qua khe rãnh này nó không chảy ra ngoài. Thì hôm nay là mình đi ngang đây, thấy cái cảnh nó khá là đẹp, và cũng muốn giới thiệu gì đó cho mọi người cùng biết, để khi chúng ta có tới tham quan hay là gì đó là mình trước khi tới là có thể coi qua cái hình ảnh của mình, cái video của mình là có nên tới hay không, hay là nếu thích thì tới, tại vì nó cũng xa hơn là so với chỗ nhiều người ở. Ở đây Thủ Dầu Một, thành phố mới mà. Ở đây là người ta sẽ làm một cái dãy suối nhân tạo. Lúc trước có cá nữa nhưng mà không biết bây giờ còn cá hay không. Đây là những cái con suối nhân tạo này, rất là đẹp đó. Tầm thứ bảy chủ nhật gì mọi người có thể dắt người thân của mình tới đây để mà chơi cũng được, hay là dắt con nít tới chơi cũng được. Đấy. Mình đang ngồi giữa một cái con suối nhân tạo. Nó giống khá giống như là thiên nhiên đó nha, giống như là cái ngọn suối thiên nhiên á, con suối thiên nhiên á. Ở đây thì chụp hình là phải nói là rất là mình nhìn cái khung cảnh xung quanh á, mà thấy nơi đây là rất cho nó có cái view chụp hình á, rất là đẹp luôn. Nó sẽ chạy dài phía kia. Và lần trước mình đi dưới kia là có một cái hồ, cũng là có một cái hồ và cá rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ qua cái nơi tiếp theo để mà quay tiếp những cái cảnh nó ở đây thì mình thấy có một cái hàng gì đó, cái hàng cỏ. Cái này cây cỏ đúng cả nhà, cái nào phía sau lưng mình là có một cái hàng cỏ nè. Ở đây nó rộng lắm cả nhà, nó rộng lắm nên mà đi mình đi không hết nổi đâu. Đi ngang thì để cái đứa em ở ngoài nó canh xe rồi nó làm gì làm. Vào đây mình quay chút xíu là bỏ cái kênh nhật ký khắp nơi này. Cái này chủ yếu là cũng dành cho bạn bè hay là những cái kỷ niệm của mình đi thôi. Rất là mát mẻ. Chất tiếc là mình cũng ở xa nơi đây, lâu lâu là mới lên được. Chứ nếu không là thứ bảy chủ nhật mình đều ghé qua đây để mà vô đây. Mình thấy nơi đây cũng là để nghỉ mát hay là vui chơi gia đình cũng khá là lý tưởng luôn. Trước mặt mọi người thì là một cái bức tác phẩm điêu khắc của cái nhà điêu khắc là Mai Ngọc Tuyền. Một điêu khắc một cặp nam nữ đang ngồi hỏi hẹn. Công viên này nó lớn dữ lắm đó nha, nó rộng qua tút lút bên kia là đi không hết được. Nếu mà đi bộ muốn hết đó là phải cũng phải mất là cả tiếng đồng hồ, anh giỡn đâu. Mình nghĩ cái hình chữ S này là có nước chảy xuống nè, nhưng mà người ta không có mở. Ở trong thì trồng bông súng với cá, nuôi cá. Những cái lối đi nhìn rất là xanh sạch đẹp luôn đúng không?
phía bên kia là cái bãi cỏ nằm chính giữa luôn. Lúc trước mình đi mình thấy rất nhiều người ra đó chụp hình. Còn ở bên kia nữa là có rất là nhiều cái hướng cây cối người ta trồng vào chỗ nghỉ mát này nọ để cho mọi người người ta tới chơi. Buổi trưa nắng mình quay những cái làn mây phía trên nó rất là đẹp, mọi người thấy không? Giống như là những cái cục bông gòn ha, người ta treo lửng lửng trên bầu trời, hoặc là cái hình dáng của cái ngọn mây này y hệt như chú chó luôn. Đây là cái đầu cái mõm nè, nhìn giống lắm. Hôm nay cái đuôi, cái chân sau, hai chân trước này. Mọi người thấy cái đám mây này giống hình chú chó, giống như là những cái cục bông gòn bay lên lửng lên trời. Buổi trưa này thích quay những đám mây vậy đó, hơi nắng nha. Đưa đây nó phía ngay cái bãi cỏ này nó nắng quá, không có cây cối che, chỉ có xung quanh là cây cối nhiều. Ở đây giống như quảng trường vậy đó. Giờ mình sẽ ôm cái đường này để quay lại cái chỗ lúc nãy mình ngồi với đứa em, tại vì không có đi được nhiều quá nha, nó quá rộng đi. Ở đây là đối diện nha, đối diện với trung tâm thành phố mới Bình Dương, cái trung tâm hành chính luôn á. Ê, làm gì đó? Thằng em mình thấy đẹp quá cũng chạy vô để quay một đoạn, chụp mấy tấm hình. Ở đây có người yêu dắt lên thấy lý tưởng không Khang? Không lý tưởng hả? Ở đây anh thấy là nó rất là đẹp và mát mẻ nè. Rồi nó hơi gọi là cái chút gì nó lãng mạn nữa. Tại vì mày chưa qua cái khu vực kia, bên kia có con suối đẹp lắm. Hả? À, thì do là hẹn hò người yêu là đối với đứa em mình nó là phải chỗ kín đáo, như là cây nhà lá vườn đồ cả nhà. Đấy, người ta, mọi người thấy cái tác phẩm này không? Là cái ngày xưa người ta hẹn hò là rất là gọi là nó rất là lành mạnh luôn, và nó trong sáng, ra hò hẹn là hát hay là nói chuyện gì đó. Người ta nhìn nó hay lắm. Còn bây giờ là các bạn trẻ là hẹn hò là đa phần là càng dắt vô những cái vị trí nào mà nó càng tối là càng tốt. Đúng rồi. Anh đâm ra là hết tối thì nó không được trong sáng lắm. Có xôi có chè ăn rồi. Bây giờ cái chỗ này nó chỉ những xôi người ta. Đấy, đây là cái hồ. Bên kia là cái trung tâm hành chính nè. Sen đồ, cái này là súng chứ đâu phải sen, súng. Không chịu khó đi vậy. Cái này là cây đa rồi đúng không? Cái này cây đa đó. Đa nó còn hai ba loại cơ. Đúng rồi. Mỗi một vùng miền một loại đa. Lần trước đó mình có quay một cái đoạn video mà có cái bạn á, mình quay cây đa, cái bạn đó là bình luận lên là nói là cái cây đó phải cây đa, cái cây hình trái tim mới là cây đa. Thật ra mình cũng luôn cũng nói luôn á, là cái hình trái tim mọi người thấy ở chùa ở đồ á, các bạn đó nói là cái cây đa là phải là hình trái tim, nhưng mà thật ra đó là cái cây là bồ đề ở chùa đồ hay trồng cả nhà. Còn cây đa là khác, cây đa nó rất là bự, cái lá nó to lắm mà nó không phải hình trái tim đâu nha. Khung cảnh người ta đẹp đẽ lãng mạn thế này mà nó kêu là không có phải là cái chỗ họ hẹn lý tưởng. Cái này dao này nấu canh phải không Khang? Giống như dao ngò ơ mày. Đây là một cái em bông súng. Rất tiếc là cái máy ảnh của mình nó không có lấy nét gọi là ấy được, chứ nó không là quay cái bông như thế này là phải nói là nó đẹp dữ lắm nè. Mọi người thấy cái cây bông súng này hay không? Thường á là mình nghĩ là nó sẽ ghim với đất á, sau cái cũ là nó lại cái gì là cả nhà?
nó trôi nổi giống như là lục bình trôi vậy đó. Và những cái nụ bông nó có cái nở rồi, có cái chưa nở. Thôi thả xuống, thả xuống cho nó nở. Chỗ người ta đẹp đẽ lý tưởng gì mà nó kêu không phải nơi hò hẹn lý tưởng. Khang mà vô người yêu chắc là vô mấy cái quán cà phê lấp lùm đúng không? Quán cà phê mà nó che phủ hết luôn hả? Đúng ý chị. Dạ. Sống chết không ai biết. Vô đó người ta nói là tình yêu không trong sáng cả nhà. Tình yêu trong sáng là đây em nói anh á, giờ mà cứ vào chúng ta mà ngồi với dầm dầm đây tí là chửi chết luôn. Ủa giờ mắc mớ gì ghế đá người ta để rất là đâu, nhiều. Đừng, để khô quá đây đừng đừng. Năn đi hồi trời. Phần tử xấu. Các anh chị em nào á, đầy giác đúng không nhỉ? Giác. Ai lâu mà bỏ gì người ta không chịu bỏ cẩn thận. Ai đâu ta? Chắc em quá. Gọi là mất giác, mất vệ sinh. Mình phải bỏ thùng giác đàng hoàng, không ấy là bỏ một chỗ đó cho những người ta dọn vệ sinh người ta. Người ta dọn chứ mình không được bỏ tùm lum cả nhà nha. Đi chơi chỗ nào không vậy? Ta đã làm sạch đẹp cho mình chơi rồi á thì ta đã làm sạch đẹp cho mình chơi rồi mình nên phải giữ gìn một chút xíu. Đi đâu ăn uống này nọ bị bọt rồi mình nên gom lại. Và tất cả các công viên mình đều thấy là có những thùng rác đàng hoàng, mình nên bỏ chỗ đó thì nó sẽ sạch sẽ và nó vệ sinh hơn. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì ở đây là trung tâm hành chính nha, trước mặt trung tâm hành chính luôn. Ai muốn đến công viên này thì cái cha Google trung tâm hành chính Di An. Ủa, trung tâm hành chính Thủ Dầu Một.